Hành trình bắt Mạnh Bí, gã giang hồ khét tiếng đất cảng Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng Nói đến giang hồ Hải Phòng, nhiều người biết Dung Hà, Cú Nên, Cú Lý, Lâm Giả Nhưng ít ai biết đến cái tên Mạnh Bí, nổi tiếng trong thế giới ngầm Từ lúc mấy cái tên kể trên còn chưa có số má gì Mỗi khi ra đường, Mạnh Bí đều có hàng nóng giật lưng Hắc tinh của hắn, nguyên là giám đốc công an thành phố Hải Phòng, thiếu tướng Lê Văn Thụ những vụ cướp nhanh như gió lốc. Vào đầu những năm 90 của thế kỷ trước, Hải Phòng nổi lên một toán cướp hoạt động theo kiểu bằng nhóm xã hội đen trong các phim của Hồng Kông. Những loại phim bạo lực này chiếu nhăn nhàn ở các quán cà phê thời bây giờ. Toán cướp này được tổ chức rất chặt chẽ. Trước khi đánh quả, bọn chúng đều phân công cụ thể từng vị trí. Đặc biệt là toán cướp này có hàng nóng và rất manh động. Cầm đầu toán cướp khét tiếng chuyên hoạt động trên đường quốc lộ 5 là Vũ Tiến Mạnh, còn gọi là Mạnh Bí ở xóm 8, xã Dư Hàng Kênh, huyện An Hải, nay là phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng. Phó tướng của Mạnh là Nguyễn Đức Hà, tức Hà Đen, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Hai tên này có nhiều tiền án tiền sự và rất nguy hiểm, luôn dắt trong bụng khẩu K54 đầy ổ đạn. Vào thời điểm đó, xe máy được coi như tòa nhà di động, chỉ cần cướp được một xe cúp 81 là cả nhóm sống phe vỡn cả tháng trời. Chính vì vậy, nhóm cướp của Mạnh Bí chuyên phục trên đường quốc lộ 5 và các đường liên huyện để ao ra đe dọa, cưỡng đoạt, cướp xe máy và sẵn sàng nhả đạn khi nạn nhân chống đối hoặc phát hiện người truy đuổi. Một lái xe kể lại, cái lái xe chúng tôi không bao giờ dám đi Hải Phòng một xe riêng lẻ sau 21 giờ đêm. Đã từng có lái xe mạo hiểm đi đến gần ga Phú Thái thì phát hiện cả đống đá chặn ngang đường. Bước xuống thì bị dí chó lửa vào đầu, bị lột hết tiền, đồng hồ, thậm chí cả quần áo. Một trong những cái tên rất đáng sợ là Mạnh Bí. Nói hắn đáng sợ vì nghe anh em đồn vậy chứ chả ai biết mặt hắn. Trước, trong và sau Tết nhâm thân năm 1992, Mạnh gây ra một loạt vụ cướp xe máy ở Hải Phòng. Đặc biệt là các vụ cướp xe máy của người dân ở xí nghiệp vận tải 202, uy hiếp bằng chó lửa để cướp xe máy ở phố Cát Cụt và vụ bắn chết người để cướp xe máy ở đường Thiên Lôi. Những vụ án mà Mạnh, Hà và đàn em gây ra ở đường quốc lộ 5 được nhiều người theo dệt lì kỳ có người nói rằng bọn chúng xuất hiện cướp và rút đi nhanh như gió thủ đoạn quen thuộc của toán cướp này khá đơn giản giả làm khách đứng bên lề đường vẫy xe khách đi các tuyến như hà nội nam định quảng ninh thái bình chọn những cung đường vắng chúng rút chó lửa lên đạn đánh cạch và dõng giả hồ lái xe đi chậm lại ai có tiền vàng đồ vật giá trị bỏ ra sàn xe ai cháy lệnh sẽ bị bắn vỡ đầu có người tiếc của cố tình giấu bị chúng phát hiện đánh ngất lên ngất xuống. Trước họng chỗ lửa đèn ngòm và những bộ mặt cô hồn, hầu như không ai dám chống cự ngoan ngoãn nộp sạch tài sản trong người. Sự hung hãn và tinh quái của toán cướp này đã trở thành nỗi khiếp đảm đối với các lái xe và hành khách mỗi dịp phải lưu thông trên đường quốc lộ 5 thời bấy giờ. Sau mỗi lần cướp, Mạnh, Hà và lũ đàn em lại đắm mình trong rượu, thuốc và gái. Lưới trời khó thoát không thể để toán cướp tiếp tục lộng hành, gây tội ác và phải cương quyết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Ban chỉ huy công an thành phố Hải Phòng được sự chỉ đạo của Thiếu tướng Lê Văn Thụ đã quyết định tung những trinh sát giỏi, nhiều kinh nghiệm của đội H88, phòng cảnh sát hình sự Hải Phòng thời bấy giờ vào cuộc để truy bắt toán cướp. Các trinh sát được lệnh từ lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng tiêu diệt nếu chúng chống cự. Thiếu tướng Thụ kể lại, năm 1992, có vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Thời đó những toán cướp dùng hàng nóng rất ít, chủ yếu là dao, kiếm. Nhưng toán cướp của Mạnh Bí đã sử dụng lại K54. Có hàng nóng lại liều lĩnh và tinh quái, nên toán cướp này nguy hiểm vô cùng. Bọn chúng thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động, nên trinh sát đã rất vất vả, phải xây dựng nhiều cơ sở bí mật để nắm nguồn tin và triển khai việc truy bắt. Việc bắt chúng ở đâu vào thời điểm nào cũng phải tính kỹ, tránh ảnh hưởng đến tính mạng người dân và chiến sĩ. Dù gặp vô vàn khó khăn, nhưng trước yêu cầu đặt ra, Thượng tá ta Tam cùng các anh em trong đội cùng nhau quyết tâm phá bằng được vụ án này. Sau một quá trình theo dõi mật phục, tổ điều tra đã xác định được nơi ẩn náu của hai tên cướp này. Tuy nhiên vì cả hai đối tượng đều găm hàng nóng trong người nên việc thực hiện công tác bắt giữ không phải là chuyện đơn giản. Nếu như có sơ xuất xảy ra, chắc chắn sẽ có chiến sĩ phải đổ máu. Nghiên cứu kỹ tình hình, Thượng tá ta Tam và các đồng đội cũng đưa ra nhận định, tích cực theo dõi, bám sát hai tiền cướp khi chúng có sơ hở, mất cảnh giác sẽ tiến hành bắt giữ. Ban giám đốc công an thành phố Hải Phòng trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra vụ án này. Hàng chục chính sát được bố trí theo dõi đối tượng nghi vấn. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, các chính sát điều tra mới theo sát được mọi di biến động của hai kẻ côn đồ. Hồi 16 giờ ngày 12 tháng 2 năm 1992, một cơ sở báo tin cho các chính sát, Mạnh và Hà đang ẩn náu tại một địa điểm ở thị xã Hải Dương cũ. Tin được cấp báo về ban chỉ huy công an thành phố Hải Phòng. Ngay lập tức 6 trinh sát được ban chuyên án cử đi truy bắt đối tượng. Nhóm trinh sát này được chia làm 3 mũi phục kích ở những điểm dự kiến mạnh bí và hà đen có thể đi qua. Khoảng 8 giờ 30 phút, hai tên cầm đầu toán cướp xuất hiện trên đoạn đường gần tỉnh ủy Hải Hưng cũ. Khi các trinh sát đang tiến hành tiếp cận mục tiêu thì gặp sự cố khách quan làm vỡ kế hoạch đã vạch ra từ trước. Số là đúng vào thời điểm đó có một chiếc ô tô của cảnh sát thuộc công an tỉnh Hải Hưng đến tỉnh ủy làm việc. Có thật giật mình, Mạnh và Hà nhanh chân trốn thoát vào ngõ nhỏ gần đó. Khi các trinh sát tiếp cận được con ngõ thì hai tên cướp đã biến mất, không để lại dấu vết. Qua nguồn tin quần chúng, đội H88 biết Mạnh Bí đang trốn tại một địa điểm ở Hải Dương. Trung ý Nguyễn Trường Tam cùng đồng đội ngay lập tức lên đường. Tuy nhiên với bản năng của một con thú bị săn đuổi, Mạnh Bí đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa điểm trên. Nhận được tin Mạnh Bí rất có thể ra ga Hải Dương để trốn đi. Trung úy Tam cùng một đồng đội lập tức có mặt tại đây. Biết Mạnh Bí là đối tượng côn đồ hung hãn, luôn thủ sẵn hàng nóng, mìn trong người. Nhưng nhiệm vụ cấp bách, đội trưởng Tam quyết định hành động. Phát hiện Mạnh Bí mặc áo NATO dựng cổ, kéo mũ từ phía sau áo để che kín nửa mặt. Hai tay đút túi quần đang đi bộ bên vỉa hè. Một kế hoạch táo bạo được đưa ra. Một chiếc xe ôm được hai thanh niên nhà quê thuê chở với lời giao ước khi nào tôi bảo dừng, anh hãy phanh lại thật nhanh. Chiếc xe ôm đang phóng với tốc độ khá cao khi đi qua mạnh bí bỗng phanh gấp. Tân dụng đà phanh gấp của chiếc xe, hai trinh sát bay người lao vào đúng nơi mạnh bí đang đi, quật ngã hắn, đồng thời khống chế tay không để hắn không có cơ hội rút hàng nóng, mìn. Đúng lúc này, một chiếc xe ô tô của lực lượng cảnh sát trật tự công an tỉnh Hải Dương vô tình đi qua. Thế ba thanh niên đang đánh nhau, trong đó có người rút hàng nóng ra, trùng ý tàm. Để đe bẹp sự phản kháng của kẻ manh động, một nhát báng chó lửa đập vào đầu Nguyễn Trường Tàm tóe máu, rồi cả ba tên côn đồ được còng tay đưa lên xe về trụ sở công an. Tại đây sau các biện pháp xác minh, lực lượng cảnh sát trật tự mới ngã ngửa hai thanh niên tham gia đánh nhau là những trinh sát hình sự nổi tiếng của Hải Phòng. Họ còn bất ngờ hơn trước những hung khí mà Mạnh Bí mang theo trong người, gồm một khẩu K54, bốn băng đạn, một viên đã lên nòng, một mìn. Nếu không kịp thời quật ngã để gãy sự kháng cự của Mạnh Bí, không biết hậu quả sẽ ra sao. Tại cơ quan công an, Mạnh Bí khai nhận, đề phòng bị theo dõi và truy bắt nên Mạnh và Hà đã thống nhất với nhau. Nếu bị công an phát hiện thì cứ Mạnh ai nấy chạy, sau đó sẽ liên lạc khi thấy an toàn. Mạnh cũng khai nhận, hắn đã linh cảm thấy một sự nguy hiểm sau khi giết người nên đã mua vé từ Hải Dương đi Hà Nội. Sau đó sẽ tiếp tục mua vé vào Nghệ An, từ Nghệ An hắn sẽ vượt biên sang Campuchia. Còn Hà không đi Hà Nội mà đã quay trở về Hải Phòng để tiếp tục tổ chức các vụ cướp mới. Từ bản cung của Mạnh Bí, Công an đã khám nhà tên Thạch, một kẻ ra tù vào tội như cơm bữa ở Hải Dương. Đây là nơi Mạnh Bí đã ẩn náu khi lần trốn công an. Tại đây các trinh sát đã thu thêm một khẩu K54 và 37 viên đạn. Lãnh đạo công an thành phố Hải Phòng xác định, một ngày tên Hà Đen còn chưa bị bắt thì vẫn còn người dân có thể gặp nguy hiểm. Nhiều trinh sát lại lặng lẽ lên đường. Ngày 15 tháng 12 năm 1992, công an quận Lê Trân thành phố Hải Phòng đã phát hiện và bắt được Hà Đen khi hắn chưa kịp gây ra tội ác mới. Thiếu tướng Lê Văn Thụ kể lại, phá xong toán cướp đầu tiên có vũ khí, chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. H88 được Bộ Công an khen thưởng, nhưng phần thưởng quý hơn là chúng tôi đã cùng sát cánh đồng cam cộng khổ, tấn công tội phạm đến cùng để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, hạn chế thấp nhất những thiệt hại và thương vong do tội phạm gây ra. Phá được vụ án này chúng tôi đã thành công, nhưng sự thành công còn ý nghĩa hơn vì chúng tôi không rơi một giọt máu, không mất một viên đạn nào. Đương nhiên, với những tội ác của mình thì Mạnh Bí phải chịu mức án cao nhất. Trên đây là hành trình bắt Mạnh Bí, Giang Hồ khét tiếng đất cả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, đừng quên để lại ý kiến của mình về clip nhé. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.